chú bị bệnh này lâu chưa chú phát hiện ra? Rồi tới bây giờ thì trước đó mình có điều trị ở đâu chưa chú? Có trị trên Đà Lạt đó chồng. Bây giờ thì mình tái phát thì bây giờ mình xin lên chẳng là mình nhập viện luôn đúng không? Dạ. Đợt cô năm ngoái, năm 2022 đó, cô về cô làm xin cái nhà này của người ta là người ta cho bên bà chú về bên ba Hà mấy cho các bác ở bên chú Tám thì chứ còn có xe đi chứ bây giờ chịu rồi, bây giờ tiền không có. Dạ, xin chào quý ông bà cô chú trong nhà ngoài nước. Dạ thì hôm nay là ngày 2 tháng 10 năm 2024. Con là tài xế Phước. Dạ hôm nay con đi cùng với anh Trương để thay mặt sư phụ Tấm Sang có vận chuyển một ca bệnh nhân đi từ Ninh Gia đến bệnh viện tỉnh Lâm Đồng. Thì nghe nói là cái ca hoàn cảnh này cũng rất là khó khăn và con cũng chưa biết là bệnh tình như thế nào, thì mời quý ông bà cô chú theo dõi cuộc hành trình của anh em con. Dạ. Dạ rồi thì anh em con cũng đến được nhà của bệnh nhân này, cái nhà để đi vào xem tình hình như thế nào. Dạ rồi cái đường này không chạy xe được, để xem nè. Cho con hỏi thì chú có cái máy oxy này thì mình tự mua hay là máy người ta cũng cho? Dạ. Cái này thấy bà chị ở trên Đà Lạt để cô đi lại bệnh viện á. Dạ. Thế là chị thấy hoàn cảnh quá là cô chị cũng mua cho, mua của người bệnh người ta không xài nữa cô mua cho. Chú bị bệnh này lâu chưa chú phát hiện ra? Rồi tới bây giờ chứ. Thì trước đó mình có điều trị ở đâu chưa chú? Có trị trên Đà Lạt đó chồng. Dạ. Bây giờ thì mình tái phát thì bây giờ mình xin lên chẳng là mình nhập viện luôn đúng không? Dạ. Đợt cô năm ngoái, năm 2022 đó, cô về cô làm xin cái nhà này của người ta là người ta cho bên bà chú về bên ba Hà mấy các bác ở bên chú Tám thì chứ còn có xe đi chứ bây giờ chịu rồi, bây giờ tiền không có. Dạ rồi thì con và anh Trương cũng đã đón được bệnh nhân rồi nha cả nhà. Dạ bệnh nhân. Dạ khi nào mà cô chú cần gì thì cứ kêu con giùm nha. Dạ con đang trên đường đến đó, cô yên tâm nha cô. Dạ. Rồi.